thời điểm và độ tuổi mà người phụ nữ ham muốn quan hệ nhất. Các bạn thân mến, những thời điểm như là ngày rỗng trứng sau khi tập thể dục hay sáng sớm sau khi ngủ dậy là những thời điểm mà chị em phụ nữ ham muốn tình dục cao nhất. Một số nghiên cứu khoa học còn cho thấy rằng những người phụ nữ độ tuổi từ 30 đến 40 thì có nhu cầu yêu cao hơn so với những độ tuổi khác. Bởi vì đây là thời điểm phái nữ phát triển hoàn thiện về mặt tâm lẫn sinh lý, kinh tế vững vàng, không lo ngại định kiến xã hội và có kỹ năng dừng chiếu dày dặn. Vậy thì đâu là những thời điểm và độ tuổi mà chị em phụ nữ ham muốn nhiều nhất? Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này thì các bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn vì hiểu hơn về người phụ nữ bên cạnh mình. Vậy thì đầu tiên, đâu là thời điểm người phụ nữ ham muốn nhất? Thời điểm mà người phụ nữ ham muốn cao nhất là vấn đề được rất nhiều nam giới quan tâm. Bởi vì nắm bắt được nhu cầu của chị em thì sẽ giúp cho cánh mày râu chủ động trong việc giải tỏa, hâm nóng tình cảm và giúp cả hai trở nên thấu hiểu nhau hơn. Khác với phái mạnh, phụ nữ ít khi đòi hỏi chuyện yêu và chỉ nhập cuộc khi mà nam giới có ham muốn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nữ giới khó lên đỉnh và ít cảm thấy mình thỏa mãn sau khi ân ái. Trong khi đó thì nam giới hầu như đều đạt được cực khoái trong mỗi lần quan hệ. Chính vì vậy, việc nắm bắt thời điểm chị em phụ nữ ham muốn nhất để có thể giúp cho đời sống tình dục được nâng cao, tình cảm bền chặt hơn và nữ giới cảm thấy được thấu hiểu, được trân trọng hơn. Tương tự như nam giới, ham muốn ở nữ giới cũng có sự thay đổi tùy vào từng thời điểm cụ thể. Và dưới đây là những thời điểm mà chị em phụ nữ có ham muốn tình dục cao nhất, chúng tôi gửi đến các bạn ngay sau đây. Thứ nhất là vào những ngày rụng trứng. Ngày rụng trứng là thời điểm mà nữ giới có ham muốn cao hơn so với những ngày bình thường. Bởi vì đây chính là thời điểm mà cơ thể có nồng độ hormone estrogen cao, nên nhu cầu về chuyện yêu cũng tăng lên đáng kể. Một người phụ nữ bình thường có chu kỳ kinh nguyệt kéo dài từ 28 đến 35 ngày tùy từng cơ địa. Ngày rụng trứng được xác định là ngày bắt đầu hành kinh 14 ngày. Thời điểm này, trứng được phóng thích vào tử cung cùng với sự tăng lên đột ngột của hormone estrogen nhằm làm loãng dịch tiết âm đạo, tạo điều kiện để tinh trùng dễ dàng đi vào tử cung và thụ thai. Chính vì vậy, vào những ngày rụng trứng, cô bé của nữ giới có xu hướng nhạy cảm và sẽ ẩm ướt hơn. Yếu tố này cùng với sự tăng lên của hormone estrogen chính là nguyên nhân khiến cho ham muốn ở chị em tăng cao hơn những ngày còn lại. Hơn nữa, một số nghiên cứu còn cho thấy rằng phụ nữ mà quan hệ vào những ngày rụng trứng thì có mức độ thỏa mãn cao và dễ lên đỉnh hơn so với những thời điểm khác. Ngoài ra, hoạt động tình dục vào ngày rụng trứng cũng có tỷ lệ thụ thai cao hơn bình thường. Các bạn hãy chú ý điều này nếu như đang muốn sinh con hoặc ngược lại muốn phòng tránh thai nhé. Thời điểm thứ hai đó là ham muốn của chị em sẽ tăng lên sau khi vận động. Sau khi vận động, ví dụ như là tập thể dục, nữ giới thường có ham muốn cao hơn những thời điểm khác trong ngày. Bởi vì theo các nghiên cứu khoa học thì vận động có khả năng kích thích hoạt động bài tiết hormone endorphin. Hormone có khả năng giảm căng thẳng và đem lại cảm giác thư thái, thoải mái. Việc loại bỏ cảm giác mệt mỏi và giải phóng được những căng thẳng khiến cho nữ giới nghĩ nhiều hơn về vấn đề tình dục. Hơn nữa, thói quen vận động thường xuyên còn giúp nữ giới khỏe, trở nên bền sức, trở nên rắn giỏi, hấp dẫn trong mắt bạn tình và dẻo dai bền bỉ hơn trong mỗi cuộc yêu. Ngoài ra, hormone sinh dục cũng có xu hướng bài tiết nhiều hơn khi mà có hoạt động thể chất. Sự gia tăng của loại hormone này cùng với hormone endorphin chính là yếu tố kích thích nhu cầu và ham muốn ở nữ giới tăng cao. Sau khi ghen tuông và cãi vã là thời điểm thứ ba mà chị em phụ nữ cũng rất mong muốn các anh chồng, những anh người yêu có thể làm lành được bằng một cuộc mây mưa đầy nồng cháy. Mâu thuẫn là vấn đề không thể tránh khỏi ở các cặp đôi. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng sau khi ghen tuông và cãi vã, nữ giới thường có nhu cầu tình dục cao và mãnh liệt hơn khi ân ái. Bởi vì sau khi ghen, phụ nữ luôn mong muốn được vỗ về và chiều chuộng. Quan hệ tình dục vào thời điểm này không chỉ giúp giải tỏa những ham muốn mà còn là biện pháp làm hòa một cách hiệu quả. Nhiều chuyên gia cho biết rằng quan hệ còn là phương tiện truyền tải suy nghĩ và tình cảm. Vì vậy, khi cả hai mất bình tĩnh nên tránh lớn tiếng và cãi vã qua lại. Thay vào đó, hãy chọn cách nhẹ nhàng hơn để xoa dịu sự tức giận của bạn tình và giúp mối quan hệ trở nên gắn kết, thấu hiểu nhau hơn. Thực tế cho thấy làm tình sau khi cãi vã đem lại một cảm xúc rất mới mẻ và tăng mức độ thỏa mãn và thăng hoa hơn. Lúc này, nữ giới thường có xu hướng chống cự
và tỏ vẻ khó chịu khi mới bắt đầu. Tuy nhiên, bạn không nên nản, cũng không nên dừng lại, mà hãy cần khéo léo để đưa nàng nhập cuộc nhiều hơn nhé. Cố lên, những điều tốt đẹp sẽ diễn ra ngay sau đó. Sau khi ngủ dậy cũng là thời điểm chị em phụ nữ ham muốn nhất. Sau khi ngủ dậy là thời điểm cả nam lẫn nữ đều có ham muốn cao. Đây là thời điểm cơ thể đã phục hồi sau một giấc ngủ dài, tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Chính vì vậy, sáng sớm ngay sau khi thức dậy chính là thời điểm tuyệt vời để hai bạn có những giây phút ân ái nồng cháy bên nhau. Hầu hết các cặp đôi quan hệ vào sáng sớm đều sẽ có cuộc yêu kéo dài hơn bình thường, có mức độ thỏa mãn cao hơn và cả hai đều sẽ đạt được cực khoái một cách dễ dàng hơn. Theo như các chuyên gia, thì cơ thể tràn đầy năng lượng và hệ thần kinh được thư giãn sau khi ngủ đủ giấc chính là yếu tố khiến cho cả nam và nữ giới có ham muốn nhiều hơn. Điều này cũng lý giải vì sao làm chuyện ấy vào sáng sớm lại có chất lượng cao hơn so với những thời điểm khác trong ngày. Người phụ nữ sau khi xem phim, đặc biệt là những phim có cảnh nóng, cảnh ôm hôn nhau thì cũng là lúc mà các chị em có ham muốn dâng trào. Phim ảnh được xem là yếu tố có khả năng thúc đẩy ham muốn và hưng phấn tình dục ở cả nam giới và nữ giới. Thực tế thì nữ giới dễ phát sinh ham muốn khi xem những bộ phim tình cảm ngọt ngào hoặc là những bộ phim có cảnh nóng. Và nếu như đang có người đàn ông kề cạnh thì nàng sẽ bộc lộ có một số dấu hiệu như ôm eo, hôn môi, cắn nhẹ vào tai, chạm vào hông, đùi và nép sát vào người đàn ông. Đây là những dấu hiệu cho thấy nữ giới đang có ham muốn cao và rất muốn nhanh chóng được nhập cuộc. Càng hãy nắm bắt và chớp lấy thời cơ nhanh để giúp người phụ nữ của mình có những giây phút hạnh phúc nhất nhé. Thời điểm thứ 6 mà các chị em phụ nữ thực sự cũng rất mong muốn được gần chồng, được gần người yêu của mình, đó là sau một quãng thời gian dài xa cách. Sau một quãng thời gian dài xa cách, cả nam và nữ đều có ham muốn tình dục cao và luôn khao khát được kề cạnh người bạn tình của mình. Vào thời điểm này thì phụ nữ thường bộc lộ ham muốn thể xác qua lời nói, qua hành động và qua biểu cảm trên khuôn mặt. Hoặc là nàng có thể đề nghị trực tiếp về việc quan hệ khi ham muốn bị dồn nén một cách quá mức. Đặc biệt là ở những người phụ nữ có vẻ dạn dĩ trong tình trường hoặc những người phụ nữ rất thoải mái với người yêu, người chồng của mình. Ham muốn cao sau quãng thời gian xa cách là biểu hiện do họ nhịn chuyện ấy quá lâu trong một quãng thời gian dài, cộng với cảm giác nhớ nhung và yêu thương lâu ngày không được tỏ bày. Trong trường hợp bạn gái hoặc vợ không có ham muốn và tỏ ra khó chịu khi ân ái, thì cánh mày râu có thể kiểm chứng mức độ trung thủy của bạn tình thông qua các dấu hiệu nhận biết đàn bà lâu ngày không quan hệ ở trong một video mà chúng tôi đã từng chia sẻ. Và tôi sẽ để link video này ở dưới phần mô tả, bạn có thể tìm ở đây nhé. Một người phụ nữ làm việc quá căng thẳng và mệt mỏi cũng có những nhu cầu yêu cao hơn những người phụ nữ bình thường. Thực tế cho thấy một người phụ nữ thường xuyên bị căng thẳng, bị stress do khối lượng công việc nhiều thì có ham muốn cao hơn so với những nữ giới làm công việc nhẹ nhàng. Lúc này hoạt động tình dục không chỉ giải tỏa được những ham muốn mà còn giúp giải phóng căng thẳng thần kinh, giảm mệt mỏi và đem lại được những cảm giác thoải mái. Chính vì vậy sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn gái hay là vợ thường có ham muốn tình dục cao và luôn khao khát được giải tỏa. Một số nữ giới không ngần ngại đề nghị trực tiếp chuyện yêu với cánh mày râu, hoặc là nàng có thể thể hiện qua một số hành động như mặc đồ ngủ mỏng, sexy hay là cắn môi, liếm môi, thường xuyên ôm ấp và nhìn chồng, nhìn bạn trai mình say đắm. Tuy nhiên trên thực tế thì một số phụ nữ lại có xu hướng giảm tần suất yêu và hầu như không nghĩ đến vấn đề tình dục khi bị căng thẳng quá mức. Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và chức năng sinh lý lâu dài. Chính vì vậy, khi mà vợ hoặc bạn gái bị căng thẳng quá trong công việc, bạn nên dành thời gian lắng nghe và hỗ trợ đối phương làm những công việc nhà chẳng hạn. Đồng thời nên chủ động quan hệ vào thời điểm này để giúp bạn tình của mình giải tỏa được những căng thẳng, giảm mệt mỏi. Quan trọng nhất để phân biệt được rằng người phụ nữ có thực sự mong muốn gần gũi hay không vào những giây phút căng thẳng này nhất, đó chính là hãy chia sẻ, hãy nhìn vào cô ấy, hãy thấu hiểu cô ấy nhiều hơn, hoặc đôi khi có một chút gợi tình để xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Sau quãng thời gian dài về kiêng cữ cũng là thời điểm các chị em phụ nữ rất khao khát đàn ông. Phụ nữ không thể quan hệ tình dục ở một số thời điểm như là mang thai, mới sinh, đang trong những ngày bị hành kinh hoặc là khi đang điều trị một số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.
Và sau một quãng thời gian dài vì kiêng cữ, ham muốn ở phái nữ có xu hướng tăng lên đột ngột, cùng với tâm lý rất bứt rứt và khó chịu. Với những nữ giới có tính cách mạnh mẽ thì nàng có thể chủ động kích thích và khiến bạn nhập cuộc ngay sau đó. Tuy nhiên, đa phần phái nữ lại thường tỏ ra e dè và ngại ngùng khi mà chủ động trong cuộc yêu. Chính vì vậy mà nàng có thể đưa ra một số các dấu hiệu ngầm. Lúc này thì bạn nên tinh ý để nắm bắt được nhu cầu của đối phương và giải tỏa những ham muốn một cách kịp thời. Thực tế thì ham muốn của phụ nữ còn có sự thay đổi tùy vào tình trạng sức khỏe, lối sống, kích thích từ bạn tình và một số yếu tố khác tác động. Chính vì vậy, thời điểm phụ nữ ham muốn quan hệ nhất thường không có cố định. Để nhận biết được người bạn tình của mình có ham muốn chuyện yêu hay không, thì nam giới có thể dựa vào một số thời điểm vừa được chúng tôi chia sẻ ở trên và cần chú ý đặc biệt đến biểu hiện của nữ giới, bởi vì vốn dĩ không có một công thức nào đúng hết cho tất cả mọi người cả, và người phụ nữ của chúng ta cũng như vậy. Có thể có những thời điểm người phụ nữ này ham muốn nhất nhưng với những người khác lại là rất mệt mỏi và cô muốn nghỉ ngơi chẳng hạn. Bởi vì khi có ham muốn yêu, nữ giới thường có những hành động, những lời nói, những thói quen rất dễ nhận biết. Và tôi tin nếu đủ gắn bó thì các bạn sẽ nhận ra dấu hiệu này và đáp ứng được nhu cầu của chị em. Quay lại câu hỏi thứ hai trong chủ đề của video này, đó chính là chị em phụ nữ. Vậy thì độ tuổi nào là độ tuổi chị em phụ nữ ham muốn nhất? Độ tuổi phụ nữ ham muốn nhất cũng là vấn đề tôi tin rằng các anh rất quan tâm. Thực tế thì nữ giới bắt đầu có ham muốn tình dục từ khi 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên ở giai đoạn từ 20 đến 30 thì ham muốn yêu ở phái nữ thực sự chưa cao do chưa có nhiều kinh nghiệm, rồi là những lo sợ mang thai ngoài ý muốn và thiếu cả kỹ năng giường chiếu. Hơn nữa, phái nữ thường e dè khi quan hệ ở độ tuổi này vì định kiến xã hội và công việc học tập chưa được ổn định. Chính vì vậy mà dù phụ nữ ở độ tuổi 20-30 có nồng độ estrogen cao, có vóc dáng quyến rũ, có sức khỏe tốt và dẻo dai, nhưng đời sống tình dục lại chưa thực sự viên mãn và ham muốn chỉ ở mức vừa phải. Chính vì vậy, chị em phụ nữ ở độ tuổi 30-40 chính là độ tuổi có ham muốn cao nhất, bởi vì đây là thời điểm hầu hết chị em đã kết hôn, không phải lo lắng về vấn đề mang thai ngoài ý muốn và những định kiến từ gia đình, từ xã hội. Hơn nữa, chị em ở độ tuổi này đã phát triển toàn diện về tâm lý, sinh lý, tài chính ít nhiều đã vững vàng và kinh nghiệm giường chiếu có lẽ cũng đã được dày lên rất nhiều. Những yếu tố này giúp cho đời sống tình dục của chị em phụ nữ tuổi 30-40 thật sự thăng hoa và viên mãn. Bước qua tuổi 40, hormone estrogen sẽ sụt giảm, khiến cho phái nữ giảm dần nhu cầu tình dục và gặp phải một số những vấn đề khi ân ái như là khô giáp âm đạo, đau giáp khi quan hệ, khó chịu hay là ngứa ủng kín. Hơn nữa, estrogen suy giảm còn ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn và thăng hoa khi yêu nữa. Cho nên chị em phụ nữ độ tuổi 30-40 chính là thời điểm vàng để cho các anh đàn ông thể hiện được tình yêu của mình dành cho vợ. Chung quy lại thì độ tuổi cũng chỉ là một trong những yếu tố chi phối chức năng sinh lý ở cả nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, ngoài yếu tố về độ tuổi này thì ham muốn ở chị em còn bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố và các tác nhân như là sức khỏe tổng thể, về lối sống, về những kích thích từ phía người bạn tình hay một số các yếu tố khác. Trên thực tế thì thời điểm và độ tuổi phụ nữ có ham muốn tình dục cao nhất không có tính đồng nhất, bởi yếu tố này phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác như là sức khỏe, mối quan hệ giữa hai người, tài chính, công việc. Vì vậy, ngoài việc nắm bắt nhu cầu đối phương qua độ tuổi và từng thời điểm cụ thể thì các anh hãy nên quan sát những biểu hiện, những lời nói và thói quen của cả người bạn tình để đáp ứng và giải tỏa kịp thời hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe những chia sẻ trong video ngày hôm nay. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.